Boss này cũng là đời dòng E đó, dòng thấp đó, nhưng mà thấp nhất của Boss, nhưng mà phải chạy là ok, đời cũng lâu rồi, 2011. Kia này là của Hàn Quốc, kia muốn đi Hàn Quốc chạy rất là tốt, 4 chỗ rồi á, nhỏ gọn, đi thành thị nó ok, tiết kiệm xăng. Toyota Nhật 7 chỗ, chắc là 502. Không sẵn lắm. Dòng V, dòng cao. Dòng V, dòng cao của Toyota rồi. Nó đi thì đương nhiên nó sẽ hao xăng dầu hơn 4 chỗ. Gầm cao nhất trong các loại 7 chỗ. Nội thất rộng rãi. Four Escape. Mỹ luôn. Số phải cái này cũng uống xăng lắm rồi. Bền lắm nhưng mà cũng hơi uống xăng. Hơi chỉ uống dữ dội. Để đồ rộng rãi. 5 chỗ hay 7 chỗ? 5 chỗ. Để đồ rộng rãi. Ai ghé cái giòn cũng cao ghê chứ không hả? Là cái này của Mỹ được không? Của Mỹ mà. Ừ. Cái Mỹ là cái Mỹ ăn ché nào mà giống như cái Lexus ghê không hả? Cái dàn khung chắc lắm, dàn khung dàn sắt, dàn nhôm chắc, cái dàn đồng luôn rồi, đồng là chắc. Này đi đi đường uống đã lắm, ở trên có mấy cái đài để đồ, thiết kế để đồ. Trước đây cũng Toyota đi cũng vậy. Subaru là tuyệt vời luôn. Subaru của nước một nữa hả? Subaru của Nhật mà. Động cơ là chạy hay là ngon lắm. Subaru là mini trá không anh hả? À, màu vàng, chiếc xe bạc không anh? Xe bạc màu trá. Toyota cũng dòng cũ mà chạy cũng rất là bền không anh ha. Dòng Toyota mà đến bây giờ vẫn chạy ngon bo mấy chục năm rồi đó. Dòng Ray này cũng của thằng đi ổng đi đi ổng đi ra ngủ trời. Đi ông nói sẹt đây luôn nè. Ừ, mấy sợ hồn nữa. Con giật ra dính gạt cho rồi. Toyota mới đúng không anh? 7 chỗ đó. 2018 ấy 2017. Màu đất sẫm á.
bị nó nóng đỏ mắt luôn á. Màu Vios màu trắng sang ghê không? Chứ có màu trắng sang ghê nè. 95, ồ 95 lần hả? 95 là ở đâu? Cà Mau. 94 Bạc Liêu. Còn Cà Mau 69. 95 ở đâu? Cướp sao không rộng lắm á. Mất ra thì chắc đắt tiền thôi. Chiếc này là cỡ sao mấy 700 á. Mất ra 3. Ồ không, mất ra 3 7-800 lần. Ừ, bởi đó, phột đẹp mà. Mất ra 3 là 7-800 lần. Mình luôn á. Ồ, đi gì đâu mà nguy hiểm quá.